Chào mừng đến với Chakito Kitty Room. Thì hôm nay đây là tập cuối rồi, thì mình sẽ làm clip này thôi nhá. Bắt thì hôm nay chúng ta sẽ thay đổi nhân vật. Nhưng mà đây sẽ là tập cuối về 2020 thôi. Còn 2020 nhưng mà có kênh phiên bản mới thì mình sẽ mới làm thôi. Chucky, Angela.
hoàn thành cửa hàng kẹo thứ tư. Thì chúng ta sẽ kết thúc tập này tới đây. Nếu ai nào muốn đăng ký kênh của mình sẽ là clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo. Tạm biệt.